Xin chào bác nhé. Thế tên em đang là chiếc bật lửa Dupont do chính tay Deva đặt làm, là mẫu Dupont hai mộc đáy, mộc đáy trên này, mộc đáy dưới này. Toàn thân được bọc một lớp vàng 18K rất là dày. Đấy, đây là những cái hoa văn kiểu kim cương được chia làm hai cực chéo với nhau đây. Đó. Đấy, mặc dù đang ốm nhưng mà em vẫn dậy quay cái clip này để gửi riêng cho bác. Tiếng kêu rất là hay nhé, tiếng rất hay này, lửa lên rất là nhạy và đẹp. Đó, đây là hàng cao cấp của các bác nhé, hàng cao cấp. Và đây là mặt tay trong của cái bật lửa này, nó cũng được bọc một lớp 18K vàng rất là dài. Đấy, cầm rất là chắc tay nhé. Mẫu này nó khác biệt hẳn so với những cái mẫu ngày xưa. Đây là mộc đáy của nó này. Đấy, đến cái vân đá, đánh đá này, nó cũng được làm cách điệu những cái vân rất là đẹp. Đó, tiếng hay này. Mẫu này thì em bán giá là 1,5 triệu. Sau một tuần thì em sẽ nâng lên giá là 2,5 triệu như bình thường. Thì em chỉ bán một tuần trong cái giá, mức giá khuyến mãi thôi. Đó, thì bác nào đặt thì nhanh tay nhé, về 25 chiếc thôi. Ok, cảm ơn bác.